cây xúc xích. Đó. Mình ăn xong rồi cái mình uống đi cà phê cho cả nhà. Cà phê bữa nay em xa sẵn, còn này là ly trà đá. Trà đá người ta cho mình cái ly này dễ thương quá nè cả nhà. Ngồi đây á, là mình ăn bữa trưa này á, thoải mái nè cả nhà. Nhìn ra thấy đường lộ chạy xe. Đẹp lắm, đẹp lắm. Em mời cả nhà cùng em ăn mì trộn. Dạ em muốn miếng cà phê trước đó cả nhà. Cả nhà uống cà phê với em nha, rồi mình ăn mì. Giờ mình ăn mì. Mình ăn xúc xích trước cả nhà. Món là đơn giản là ngon. Trứng. Ngon quá. Trứng nó còn nó có cái nhiều thích cho mình. Ngon quá. Sao cái mì này nó đơn giản mà nó ngon quá. Ăn rất là mau lẹ luôn.
thiệt chứ, hết thiệt không? Đơn giản mà ngon lắm cả nhà. Cái món mì này nấu đơn giản mà ngon lắm cả nhà ơi. Dạ mà cái nhà mình hay món trà đá nha. Những cái món này nó đơn giản đó, và ngon nữa cái nhà. Cái này đúng là mình ăn cái món này là mình làm con người cắt gấp á, mình ăn cái này là nó mau gọn luôn cái nhà. Mấy món đơn giản mà nó ngon quá cả nhà ơi, mà no nữa. Nếu cả nhà thấy những cái gói mì á, mình nấu ăn đơn giản cho những cái người mà bận rộn cái nhà, như là mình đi làm việc hay là mình đi mua bán gì đó mà mình gấp gáp quá, thì mình thấy ăn cái mì này đã gọn nhất là cả nhà, em không có quảng cáo nha. Rồi cái mình chỉ chiên cái trứng với xúc vô là mình đã thành một cái món ăn mau lẹ mà ngon hết cả nhà. Nếu cả nhà thấy kênh của Dung Dẫn Vlog quá và nấu những cái món ăn đơn giản mà ngon, cả nhà nhớ đăng ký kênh và like cho Dung Dẫn Vlog một like, cả nhà nhớ xem video tiếp theo cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, hẹn video tiếp theo cả nhà ơi, cái like cái nhiều.